Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vụ sập cầu Phong Châu sáng ngày 9 tháng 9 khiến nhiều người dân Phú Thọ bàng hoàng. Nhiều nhà nháo nhác tìm kiếm, lo lắng người thân trở thành nạn nhân xấu số. Sống sót sau sự cố kinh hoàng, nhân chứng chưa thôi hoảng loạn khi nhớ về giây phút đối mặt tử thần ấy. Cụ thể ra sao, mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Mới đây, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng ở Phú Thọ bị sập. Lực lượng chức năng đang xác định người và xe bị rơi xuống sông. Những người chứng kiến kinh hãi kể lại vụ việc. Một người rơi xuống sông Hồng vẫn còn sợ hãi khi kể lại khoảnh khắc cầu Phong Châu bị sập. Anh cho biết, đang đi trên cầu khoảng 5 mét nữa đến đoạn cuối, bỗng thấy cầu rung nên ngoảnh lại thì thấy cầu sập một đoạn. Lúc ấy, không biết bám víu vào đâu nên anh và người bạn đi cùng xe máy rơi tự do xuống. Ngoài ra, một nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ sập cầu. Anh chia sẻ, trong lúc lái ô tô chở vợ đi qua cầu khoảng 10 giờ kém, hướng từ huyện Lâm Thao sang huyện Tam Nông đi làm, anh thấy nước sông dâng cao chảy xiết. Ít phút sau, khi các phương tiện đang di chuyển bình thường thì chiếc cầu đột nhiên sập xuống. Trải qua vụ việc lần này, người đàn ông cho biết bản thân vô cùng may mắn vì nếu di chuyển vào đúng thời điểm cầu sập thì không biết chuyện gì xảy ra. Anh cũng hy vọng tai nạn sẽ không gây thiệt hại nào về người. Bên cạnh đó, một người dân tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi biết thông tin cầu Phong Châu sập, mọi người vô cùng hoang mang. Vì cầu sập nhanh trong một khoảnh khắc, không có camera quay lại để biết ai là nạn nhân, nên bất cứ ai cũng có khả năng rơi xuống cầu khi đang di chuyển qua đó. Tất cả mọi người đều nháo nhác, gọi điện từng nhà, yêu cầu điểm danh từng thành viên xem hiện tại còn thiếu ai không. Một người dân khác kể lại, hàng ngày ông đều di chuyển qua cầu Phong Châu để đi chợ. Vì vậy, khi nghe tin cầu sập, người quen liên tục gọi điện kiểm tra xem tình hình, hỏi thăm. Ông cho biết đây là cây cầu hàng ngày ông thường đi qua. Sau khi biết tin, ông sợ hãi và liên tục gọi từng người thân quen để hỏi thăm tình hình. Đến 13 giờ trưa, khu vực xung quanh đường dẫn lên cầu có rất đông người dân và phương tiện bị ùn ứ lại. Lực lượng chức năng cũng đã sớm có mặt để làm các phân làn và các công tác chuyên môn khác. Tại hiện trường, thông tin có nhiều xe ô tô và một số xe máy đang lưu thông khi cầu sập khiến rất nhiều người lo lắng. Theo thông tin của Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo tỉnh và các cơ sở ban ngành liên quan đang đi kiểm tra tại hiện trường. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đang triển khai lực lượng gồm nhiều phương tiện, tàu cùng 40 cán bộ chiến sĩ. Lữ đoàn công binh 543 quân khu 2 triển khai lực lượng, phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn nạn nhân vụ sập cầu. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm. Tới nay đã ghi nhận 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi. Trong đó đã tìm được 3 nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu và đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của 3 người đã dần ổn định. Thưa quý vị, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến chiều 8 tháng 9, cơn bão này đã làm 24 người tử vong, mất tích. Trong đó, do bão 9 người, sạt lở đất 12 người, do lũ cuốn trôi 3 người. Cụ thể, Lào Cai 6 người, Quảng Ninh 5 người, gồm một chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 513, Quân khu 3, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 1 người. Mưa lũ cũng khiến 229 người bị thương, Quảng Ninh 157, Hải Phòng 40, Hải Dương 5, Hà Nội 4, Bắc Giang 4, Lạng Sơn 4, Lào Cai 9, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 1. Ngoài ra có 3 người mất tích. Ngoài ra còn gần 7.400 ngôi nhà ở bị hư hỏng, 5 đoạn đường dây 500 kV, 31 đường dây 220 kV, 97 đường dây 110 kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị lật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Có 25 tàu thuyền bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Gần 98.000 hecta lúa, hơn 11.700 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại và gần 7.000 hecta cây ăn quả bị hư hại. 1.100 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, chủ yếu ở Quảng Ninh. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, chính quyền khuyến cáo người dân không lưu thông trên đường khi bão đổ bộ, nhưng vẫn có tình trạng người dân lưu thông dẫn đến thiệt hại đáng tiếc do cây đổ. Một số địa phương thực hiện nghiêm túc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công sở, kho tàng, biển báo, biển quảng cáo, dẫn đến bị tốc mái, gãy đổ rất nhiều. Bão số 3 đã đổ bộ vào Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12, 13, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 16, gây nhiều thiệt hại cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Ngày 8 tháng 9, các lực lượng, đơn vị, địa phương đã tích cực khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Cô Tô có 22 phương tiện thủy, bè nuôi thủy sản bị đắm, gồm 14 tàu xi măng, 2 tàu gỗ, 1 xuồng composite, 4 bè nuôi trồng thủy sản, 1 mảng gỗ, khoảng trên 500 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn, nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa trung tâm huyện bị tốc mái tôn, ngói lợp, sập toàn bộ 3 mái sân chơi của trường mầm non, đổ 180 mét tường rào trường học, tường rào nhà văn hóa trung tâm huyện. Nhiều nhà dân, khách sạn bị gió thổi vỡ kính, hỏng cửa, hơn 10 cột điện bị gãy đổ, không có nhà bị sập. Toàn huyện có khoảng trên 400 cây xanh hai bên đường bị gãy đổ, khoảng trên 5 hecta rừng phòng hộ ven biển bị gió đánh gãy đổ, không có thương vong thiệt hại về người. Hiện nay toàn huyện đang tập trung khắc phục các đường dây, thiết bị điện nhằm sớm có điện sinh hoạt trở lại và tín hiệu để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt. Huy động tối đa các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả của bão, sửa chữa tạm thời nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, cắt dọn cây đổ ven đường. Sau khi triển khai công tác tìm kiếm trên biển đối với những người mất tích, các lực lượng của huyện Vân Đồn đã tìm kiếm được 6 người. Những người này là công nhân trông coi các bè nuôi trồng thủy sản, trong đó có 3 người thuộc hộ gia đình anh Long Văn Quảng. Hiện sức khỏe của những người này đều ổn định. Cùng ngày, huyện Vân Đồn đã thành lập nhiều tổ công tác, chia thành nhiều mũi trực tiếp xuống các địa bàn, khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển để nắm tình hình, kiểm tra, khắc phục hậu quả do bão số 3. Công tác khắc phục hậu quả đang được các cấp ngành triển khai thực hiện tích cực quyết liệt. Tuy nhiên trên biển, sóng và gió to khiến cho công tác kiểm tra rà soát gặp khó khăn. Tại xã Đông Triều, sáng ngày 8 tháng 9 năm 2024, toàn địa bàn thị xã bị mất điện. Tổng số cột điện bị gãy đổ là 277 cột, trong đó một cột cao thế 110 kV tại xã Bình Khê. Số nhà bị tốc mái là 3.885 nhà, số cây bị đổ gãy là 5.928 cây. Diện tích hoa màu 208 hecta, diện tích lúa 183 hecta, không có thiệt hại về người. Sau cơn bão, các địa phương trên địa bàn thị xã cũng tích cực khắc phục theo phương án 4 tại chỗ. Ưu tiên khắc phục hạ tầng giao thông, hỗ trợ sửa chữa nhà ở của người dân, sửa chữa và khôi phục hệ thống điện. Đồng thời, lực lượng chức năng và người dân tập trung dọn dẹp cây xanh, cột điện, mái tôn bị đổ, bay chắn ngang đường. Hỗ trợ người dân ở các khu vực bị cô lập do nước dâng cao, ngập tràn do hoàn lưu sau cơn bão. Trước đó, tối 7 tháng 9, ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua địa bàn tỉnh, gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, đã chủ trì họp trực tuyến khẩn cấp để triển khai nhiệm vụ khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định các địa bàn trọng điểm cần tập trung khắc phục hậu quả bao gồm Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô. Trong đó, chú ý đến các địa điểm bị sạt lở đất, cây xanh, cột điện đổ chặn các tuyến đường giao thông, khu vực dân cư ở vùng trũng do mưa sau bão, các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa có thiệt hại do tác động của mưa bão, trụ sở công an cấp huyện, cấp xã có thiệt hại nặng nề về tài sản. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục tinh thần chủ động hơn nữa, phải đánh giá đúng, chính xác về thiệt hại và vùng thiệt hại đã và có thể xảy ra. Cùng với đó cần phải dự báo tốt theo từng địa bàn cụ thể để có kế hoạch bố trí nhân lực và phương tiện phù hợp hiệu quả. Công an tỉnh phân công 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương bị thiệt hại do mưa bão gây ra. Nhiệm vụ trọng tâm các đoàn kiểm tra cần nắm bắt thông tin về tình hình hậu quả thiệt hại do bão gây ra, những địa điểm đã và có nguy cơ bị ngập úng, lũ, sạt lở do mưa lớn, những vấn đề khó khăn vướng mắc về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị. Nắm tình hình, phát hiện những vấn đề phát sinh liên quan an ninh trật tự để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp có phương án, giải pháp xử lý như vấn đề về an toàn giao thông, thủy, bộ, an ninh kinh tế các lĩnh vực liên quan, nông lâm ngư nghiệp, an toàn hồ đập đê điều, an ninh nguồn nước, than, điện, đồng thời phải khẩn trương rà soát đánh giá thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương. Có phương án hỗ trợ đối với những gia đình cán bộ chiến sĩ có giá trị tài sản thiệt hại lớn, vượt qua khả năng khắc phục của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Bão số 3 tiến vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh thành phố trên cả nước. Ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại các tỉnh thành Hải Phòng, Quảng Ninh để kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đây là hai địa phương bị cơn bão đổ bộ với sức gió mạnh nhất, gây nhiều thiệt hại nhất. Theo đó, Thủ tướng đã thăm hỏi người dân về các thiệt hại và động viên các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão.
Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, tại hội nghị sáng cùng ngày, Thủ tướng đã chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Bão số 3 Yagi là cơn bão rất đặc biệt, hình thành từ phía đông của Philippines, nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17. Hai địa phương này đã cùng các lực lượng quán triệt, thực hiện nghiêm túc 3 công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quảng Ninh đã sơ tán gần 3.500 người, Hải Phòng sơ tán hơn 23.500 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản trong các nhà yếu đến nơi an toàn. Thống kê sơ bộ thiệt hại, Quảng Ninh đã có 3 người tử vong, Hải Phòng 1 người tử vong. Trong số người bị thương do bão thì Quảng Ninh có 157 người, Hải Phòng 13 người, 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Trên 1.000 lồng bé nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi chủ yếu ở Quảng Ninh. Quảng Ninh, Hải Phòng cùng các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Sáng mùng 8 tháng 9, chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thủ tướng cũng yêu cầu cần ra soát ngay hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại, các gia đình có người thiệt mạng. Trong lúc này, người dân đang phải chịu thiệt hại, do đó phải bàn với tinh thần khẩn trương, khắc phục ngay, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan tới đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh, ứng phó sạt lở, sụt lún. Hậu quả bão còn gây ra mất điện làm ảnh hưởng sản xuất kinh doanh, sóng viễn thông bị ảnh hưởng. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các nhà mạng liên kết chia sẻ kết nối mạng viễn thông để bảo đảm sóng viễn thông phục vụ công tác chỉ huy, khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật, gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.